Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA đề xuất 3 kịch bản cho xe điện hóa tại Việt Nam. Kịch bản nhanh là bắt đầu từ năm 2025 và sẽ đạt 100%, tức là tất cả các xe bán ra thị trường đều là xe điện hóa vào năm 2035. Kịch bản trung bình sẽ là từ năm 2025 và đạt 100% vào năm 2045. Còn kịch bản cơ bản là từ năm 2025 và đạt 100% vào năm 2050. Trong đó, mốc 2045 được cho là thời điểm vàng theo mục tiêu Đảng và Chính phủ đề ra là Việt Nam trở thành nước phát triển. Theo đại diện Bộ Công Thương, để phát triển xe điện tại Việt Nam, ngoài các chính sách ưu đãi thuế phí, hỗ trợ chi phí đầu tư, nghiên cứu và phát triển, thì cũng cần tận dụng chính hệ thống sản xuất ô tô hiện có trong nước. Vì sao lại như vậy? Vì thứ nhất là vì các cái nhà sản xuất ô tô hiện có thì họ có năng lực, họ có kinh nghiệm và họ có hệ thống phân phối, họ có cái đội ngũ chuyên gia sẵn sàng đáp ứng trong việc triển khai cái việc sản xuất ô tô điện. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị nhà nước cần ban hành quy hoạch chi tiết cho hạ tầng xe điện, bao gồm các địa điểm bố trí, trang thiết bị, công suất các trạm sạc và sự cân bằng với mạng lưới điện cục bộ và lưới điện quốc gia. Ngoài ra, cũng cần quy định cụ thể số lượng xe điện trong các khoảng thời gian để đảm bảo quá trình chuyển tiếp phù hợp của ngành công nghiệp ô tô. Phải nghiên cứu một cách rất là kỹ lưỡng, thấu đáo. Nếu không sẽ thành một cái là có thể là, đây là nói có thể là thành áp đặt và nó chưa phù hợp với thực tiễn nếu như mà chúng ta không đánh giá một cách kỹ lưỡng. Ví dụ như là chúng ta sẽ hài hòa với lại cái sự phát triển của công nghiệp ô tô nói chung. Đấy, trong đó là cái này là khi mà thay đổi cái sản xuất thì cũng phải thay đổi đến từ cái làm chủ công nghệ, từ cái công nghệ sản xuất pin, các cái nhà sản xuất cung ứng linh kiện. Cũng theo các chuyên gia, Việt Nam cần sớm bổ sung và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến pin, hệ thống sạc, hệ thống điều khiển để hỗ trợ ngành sản xuất lắp ráp xe điện và công nghiệp phụ trợ tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.